vào lúc 19:30 ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng âm vang đại ngàn, phục vụ nhân dân và du khách với chủ đề Cao nguyên mùa xuân về. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Đoàn ca múa dân tộc tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều tiết mục đặc sắc, hứa hẹn sẽ là điểm đến cuối tuần thú vị cho nhân dân và du khách. Chương trình sẽ có phần giao lưu thú vị dành cho khán giả. Hãy đến tham gia và trải nghiệm. Rất hân hạnh đón tiếp quý khán giả tại chương trình.